Rashford và Garnacho vừa cùng lập cú đúp, vừa tham gia kiến tạo trong chiến thắng 7-0 của Manchester United trước Burnley tại vòng 3 League Cup. Chưa phải ra sân tại đấu trường châu Âu tuần này, Manchester United tranh thủ thi đấu tại vòng 3 League Cup. Bằng đội hình không phải mạnh nhất, chỉ phải tiếp đón đối thủ đang chơi ở giải hạng nhì League One là Burnley. Manchester United dù vậy đã thi đấu tương bừng và đem đến bữa đại tiệc bàn thắng làm mãn nhãn khán giả tại sân nhà Old Trafford. Việc Burnley chọn lối chơi đôi công với đội chủ nhà chính là quyết định sai lầm nhất của huấn luyện viên Daryl Black. Marcus Rashford mở tỷ số cho Man United ở phút 16. Sau pha kiến tạo tinh tế của đồng đội Alessandro Garnacho, đến phút 35, hàng phòng ngự Burnley mắc sai lầm, tạo cơ hội để Man United được hưởng quả phạt đền. Và Anthony thực hiện cú sút phạt 11m không chút sai sót, nhận đôi cách biệt cho Quỷ Đỏ ở phút bù giờ thứ nhì của hiệp 1. Rashford thực hiện đường chuyền cho Garnacho lập công 3-0 cho Man United chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Alessandro Garnacho hoàn thành cú đúp ở phút 48 với đường chuyền thuận lợi của Christian Eriksen, rồi chính tiền đạo người Argentina lần thứ nhì kiến tạo cho Rashford ghi bàn ở phút 58. Dẫn trước 5-0, huấn luyện viên Erik ten Hag bắt đầu có những thay đổi nhân sự. Tiền vệ Bruno Fernandes vào sân từ ghế dự bị và thực hiện liên tiếp hai pha kiến tạo cho Christian Eriksen ghi bàn ở các phút 81 và 85, giành chiến thắng tưng bừng 7-0. Man United giành quyền đi tiếp vào vòng 4 League Cup. Manchester City đang sở hữu phong độ hủy diệt khi toàn thắng cả 4 vòng đấu mở màn ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay. Trong đó, riêng Erling Haaland có đến 9 lần phá lưới các đối thủ. Tương quan lực lượng giữa Man City và Inter Milan đã thay đổi đáng kể trước màn thi đấu rạng sáng 19 tháng 9 tới. Rui ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Inter Milan ở chung kết Champions League hơn một năm trước. Thế nhưng ở cuộc thi đấu giữa hai cựu vô địch châu Âu tại sân Etihad, mối hiểm họa dành cho đội khách lại đến từ một nhân vật khác. Đây là điều thú vị mà rất nhiều người hâm mộ chờ đợi. Ngay từ khi có kết quả bốc thăm Champions League mùa 2024 đến 2025 theo thể thức mới, không chỉ là trận cầu tâm điểm của lượt trận thứ nhì vòng bảng. Cuộc đọ sức giữa Man City và Inter còn hứa hẹn vô cùng hấp dẫn bởi khát khao trả món nợ cũ của đại diện nước Ý. 15 tháng trước, trận chung kết suýt là màn trình diễn tệ hại của Man City, trong lúc đội bóng nước Anh nỗ lực tìm kiếm cú ăn ba của mùa giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật và phòng ngự khó chịu của Inter Milan. Nếu không có khoảnh khắc xuất thần của Rodri, kết quả trận đấu hẳn đã khác đi. Một trong những nhân vật được kỳ vọng nhiều năm ấy là Haaland, nhưng ở lần đầu tiên góp mặt ở chung kết cúp châu Âu, tiền đạo người Na Uy bị hàng thủ Inter Milan khóa chặt. Anh bị dư luận giễu cợt cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn dù đội nhà giành chiến thắng. Song hiện nay, hàng loạt kỷ lục ghi bàn quốc nội đã bị Haaland xô đổ. Chân sút Bắc Âu đang mơ tỏa sáng ở đấu trường châu lục, nhất là ghi bàn vào lưới Inter. Với việc Na Uy không giành vé dự vòng chung kết Euro, Haaland đã trải qua một mùa hè nghỉ ngơi hợp lý trước khi tập luyện chăm chỉ để có được phong độ ấn tượng. Số 9 của Man City xứng đáng với biệt danh quái kiệt ở Anh, và anh muốn chứng tỏ điều đó tại đấu trường châu Âu mùa này. Không chỉ thắng mà Man City còn rất biết cách đánh bại mọi đội bóng tại chảo lửa Etihad, nơi họ đang nắm giữ chuỗi 46 trận bất bại và đang hướng tới việc giành chiến thắng tại 3 mặt trận khác nhau. Chỉ trong vòng 7 ngày tới trên sân nhà, ngoài cuộc đụng độ với Inter Milan ở Champions League, thầy trò Pep Guardiola chuẩn bị tiếp đón Arsenal cuối tuần tại Premier League và sau đó ít ngày là trận chiến với Watford ở vòng 3 League Cup. Biết quá trò Haaland nhưng để bắt chết tiền đạo này không phải là nhiệm vụ dễ dàng với hàng thủ Inter. Không chỉ Haaland, Man City còn sở hữu khá nhiều ngôi sao có thể tự mình tìm kiếm bàn thắng, mà hai cầu thủ chạy cánh năng động Jacquelista Savinho cũng là mối hiểm họa cho đội khách khi người hùng Rodri sẽ có trận đá chính đầu tiên của mùa giải. Còn tài năng trẻ Phil Foden cũng háo hức kiếm suất đá chính. Sau 3 trận đấu gần nhất và vắng mặt trong đội hình Man City, Inter Milan càng có lý do để lo ngại. Vấn đề của huấn luyện viên Guardiola là phải xây dựng đội hình hợp lý. Bất kỳ chấn thương đầu mùa cũng sẽ gây khó cho hành trình khắc nghiệt phía trước. Khi Man City cùng nhiều câu lạc bộ lớn dự World Cup câu lạc bộ, thể thức mới tại Mỹ vào tháng 7 năm 2025. Đội bóng Đức Stuttgart gây rất nhiều khó khăn cho đương kim vô địch Real Madrid ở lượt trận mở màn Champions League ngay tại sân Santiago Bernabeu rạng sáng 18 tháng 9. Chính đội khách Stuttgart nhập cuộc rất thanh thoát và tổ chức ngay những đợt tấn công vô cùng nguy hiểm hướng về cầu môn của Real Madrid chỉ trong khoảng 16 phút đầu tiên. Stuttgart đã có đến 4 pha dứt điểm từ Angel Milot, Denis Andap và Jamie Lewell, khiến thủ môn Thibaut Courtois vô cùng vất vả lăn xả cứu thua. Phút 28, Denis Andap dứt điểm đập chân hậu vệ Dani Carvajal, bóng đổi hướng tìm đúng sàn ngang khiến các cổ động viên chủ nhà thót tim. Trọng tài sau đó đã chỉ tay vào chấm phạt đền đối với Stuttgart.
nhưng qua tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định. Sau 45 phút đua sức mà không có bàn thắng nào được ghi, Real Madrid bất ngờ vượt lên ngay đầu hiệp 2. Từ đường chuyền dọn cổ của Rodrigo, Kylian Mbappe dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống. Có thể xem đây là phát pháo mở màn của Mbappe trong việc tìm kiếm danh hiệu Champions League đầu tiên của bản thân anh, cũng là bàn thắng đầu tiên trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương của Real Madrid. Vinicius sẽ còn tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Real Madrid ở phút 59, khi cú sút của anh tìm đến sàn ngang khung thành đội khách. Bởi không lâu sau, Stuttgart có được bàn thắng quân bình tỷ số với pha đánh đầu cận thành của Denis Andap từ tình huống đá phạt góc của Jamie Lewell. Real Madrid đáp trả ở phút 86 cũng từ tình huống phạt góc. Antonio Rüdiger ghi bàn sau pha xuất phạt của Luka Modric, phút 90+5 từ pha phản công nhanh. Endrick, người vừa cưới vợ ở tuổi 18, tung cú sút xa quy luật khiến thủ môn Liverpool không thể cản phá, đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của đại diện nước Đức. Hàng chục nghìn khán giả có mặt trên sân San Siro đã chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục ngay trong hiệp 1. Nhưng do Liverpool thực hiện chứ không phải từ đội chủ nhà AC Milan rạng sáng 18 tháng 9, hành quân đến thủ đô nước Ý với rất nhiều dự báo bi quan về một chuyến du đấu lành ít dữ nhiều. Liverpool cho thấy giới chuyên môn hoàn toàn có lý giới nhận định của mình. Chủ nhà AC Milan tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn thắng ngay ở phút thứ 3. Christian Pulisic dốc bóng từ giữa sân, sọc thẳng vào vòng cấm địa Liverpool và tung cú sút quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua quá nhanh, đội khách buộc phải dồn lên tấn công mạnh mẽ sau khi Mohamed Salah có pha dứt điểm bóng dội sàn ngang ở phút 17. Chỉ 5 phút sau, trung vệ Ibrahima Konate đánh đầu gỡ quà cho Liverpool từ pha đá phạt cánh trái của Alexander Arnold. Khá ngỡ ngàng khi AC Milan dần đánh mất thế trận và đến phút 30, chỉ có sàn ngang mới cứu thua cho đội chủ nhà sau cú sút đen đuổi lần thứ nhì của Mohamed Salah. Tuy vậy, đội chủ nhà cũng không tránh khỏi bàn thua ở phút 41. Lần này vẫn xuất phát từ tình huống bóng cố định. Tsimikas đá phạt góc cánh phải và trung vệ Van Dijk bật cao nhất, đánh đầu tung lưới thu thành Maimonen phía chủ nhà. Chính người nhận của AC Milan phải rời sân vì chấn thương đầu hiệp 2. Và người thay thế anh là Lorenzo Torriani tiếp tục phải nhìn mảnh lưới nhà trung lên thêm lần nữa. Phút 67, Cody Gakpo kiến tạo cho Dominic Szoboszlai lập công, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Liverpool. Đây là lần thứ tư liên tiếp Liverpool đánh bại các đội chủ nhà Milan ngay tại sân San Siro kể từ năm 2008 đến nay, hai lần trước Inter Milan và hai lần trước AC Milan. Bayern Munich đã tạo nên một cơn địa chấn tại Champions League mùa này với chiến thắng 9-2 trước Dinamo Zagreb, cùng với sự tỏa sáng của Harry Kane và Thomas Müller trong trận ra quân mùa giải 2024-2025. Bayern không chỉ thắng đậm mà còn thiết lập hàng loạt kỷ lục đáng nhớ. Harry Kane đã có màn trình diễn xuất sắc khi ghi 4 bàn, trong đó có 3 bàn từ chấm phạt đền ở các phút 19, 73 và 78, cùng với một bàn ở phút 57. Ngoài Kane, Michael Olai cũng góp mặt với cú đúp, trong khi Rafael Guerrero, Leroy Sane và Leon Goretzka mỗi người ghi một bàn. Chiến thắng này không chỉ đưa Bayern vào lịch sử với tư cách đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu Champions League, mà còn là thất bại nặng nề nhất của Dinamo Zagreb trong suốt 100 năm qua, vượt qua kỷ lục thua 1-7 trước Lyon vào năm 2011. Với kết quả này, Bayern Munich tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với hiệu số cộng 7, cho thấy họ đang trở thành một thách thức lớn trong cuộc đua đến ngôi vương Champions League. Cá nhân Harry Kane cũng đã thiết lập nhiều kỷ lục mới. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi hat-trick từ chấm penalty tại Champions League và cũng là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu ở giải đấu này kể từ năm 1991. Ngoài ra, Kane đã vượt Wayne Rooney để trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League với 33 bàn sau 45 trận. Cùng với Kane, Thomas Müller cũng có dịp ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ Đức ra sân nhiều nhất tại Champions League với 152 trận. Trong ngày đặc biệt này, Müller còn có pha kiến tạo giúp Leroy Sane ghi bàn, đồng thời được vinh danh tại Allianz Arena với bức tượng khắc tay và bó hoa từ ban lãnh đạo Bayern. Chủ tịch Herbert Henner đã khẳng định sự tự hào về Müller, nhấn mạnh tầm quan trọng của anh với câu lạc bộ. Trong khi CEO Sven-Christian Nielsen cũng bày tỏ niềm vui khi được vinh danh cầu thủ biểu tượng này.